và các bộ xây dựng. Vừa rồi tôi thấy cũng có một số các doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện đấu giá, thì có một số doanh nghiệp nhà nước rất là tốt. Ví dụ như vừa rồi tôi cũng có theo dõi công ty tư vấn thiết kế của Bộ Công Mẫu Hậu Hoàng Tỷ đều thương tâm. Thế được visa lao động có đúng không? Không, tôi đã giúp cô ta. Vậy hai người có mối quan hệ thế nào? Làm sao gặp được cô ta? Tình cờ tôi gặp cô ta thời cuối. Người qua một khách sạn như thế, tôi có thể tin được không? Đúng vậy, đây là sự thật. Theo tài liệu của phòng dân sự, cô ta đã nhận được thư cảnh cáo của sở tư pháp vì đã lưu trú quá hạn tại Hàn Quốc. Chính anh đã giúp cô ta kéo lại thời hạn visa và thậm chí còn giúp cô ta lấy được visa lao động. Giảm bớt sự trầm cảm, do đó tạo ra trạng thái tinh thần tốt hơn. Cầu lông là môn thể thao thích hợp cho mọi lứa tuổi, vì thế ở bất cứ tuổi nào bạn cũng có thể chơi môn thể thao này. Thưa quý vị và các bạn, vận động thể thao luôn là một cách tốt nhất để chúng ta. Cho nên hôm nay tôi sẽ không tiếp tục nhịn nữa. Tôi quyết định giết nghĩa vợ chồng với cô. Cô chỉ còn hai con đường để đi. Cô hãy tự chọn đi. Ngày 6 tháng 5, nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ cho biết họ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Mạnh Cường, nguyên cán bộ công an huyện Lâm Thao. Ông Cường bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Hồ sơ của việc này đã được chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật. Để ca ngợi người đã nhân lên ngọn lửa giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Từ Việt Nam, ngọn lửa đó bừng sáng và lan nhanh tới mọi. Tại Bruxelles, một công việc